Hôm nay là ngày 21 tháng 7 nhằm ngày 18 tháng 8 năm 2022 tại chùa Linh Vũ có tổ chức cúng trai đàn trận tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thank you.
trên diễn đàn đã hoàn mạn thay lời cho đại đức trụ trì cũng như là người Phật tử cũng con cũng vẫn chưa tôn đức về phòng khách cho hay hậu để nghỉ giải lao. Chúng mời quý nam nữ Phật tử mình giải tràng ra các bàn tròn nghỉ trong vòng 30 phút, trong khi đó mình dùng thở với lại đạo tràng chùa Linh Bổ để 30 phút sau chúng ta chuẩn bị chính thức vào có thể làm đàn thực tế và đi đạo Phật.
Việt Nam Quốc hội chiến binh thành phố Đại A Bắc quận Đại Hữu phường Linh Cổ tự cư là trụ hùng và thu niên Chả Nga Thái A Kỳ Âm Chiếu Dương Thái Sự Kiên về trụ trì Tại theo thức thiện quy hiệp đạo tràng Nam Nữ Phật A Tử Thầm Vô Ma Gia Ba Tăng Đặng cùng Thế Kỳ Siêu Chư vị thiên linh cổ huyền thất tổ nội mài lệnh đại gia thiên bá gia trong họ cùng chư vị thiên linh cổ huyền thất tổ nội mài lệnh đại gia thiên cổ hiện từ gia đình nam nữ quý phật tử ở danh sách cúng ngày hôm nay đã đọc rút khai trình nhất thiết cảm đảng chư vị thiên linh thập chư hương linh gửi tên gửi hình gửi cốt phụng thờ tại đạo tràng chùa linh bổ Còn nam nữ lão không chưa bị hôn linh tử này Thank you.
Thank you.
Yeah.
Hải.